IRS để mình hỏi giùm em của mình. Em của mình tới hiện giờ vẫn chưa có cái check 1200. Cho nên hôm nay mình muốn gọi điện thoại để mình hỏi cho biết tại sao và chừng nào mình có cái số tiền này. Thì mình sẽ gọi điện thoại bấm số là 800 919 9835. Welcome to the Internal Revenue Service. To continue in English, press 1. Para continuar en español, opina 2. You have reached the economic and tax payment, also known as stimulus payment, information line. If you filed a tax return for either 2018 or 2019, or if you did not have a filing requirement and received Social Security retirement, survivor or disability insurance, railroad retirement, supplemental security income, or veterans compensation and pension benefits, you do not need to take any action to receive an automatic payment. If eligible and filed a 2018 or 2019 tax return, or you use the non-filers tool on IRS.gov, your payment will either be direct deposited to your bank account based on the direct deposit information provided, or if your return did not include direct deposit information, it will be mailed to you. Trong khi chờ đợi thì mình vô cái website irs.net để mình nhập thông tin của em vô coi người ta nói gì. irs.gov Go. Thì mình sẽ vào cái Get My Payment. Cái này Get My Payment. Hết tiếp tục hết Get My Payment. Mình đã check mấy lần rồi nhưng mà không có kết quả gì hết. Cho nên bây giờ mình muốn gọi. Bây giờ mình một lần cuối cùng mình lên đây mình check cái payment task của em mình. Security number 599552922. Nó ra cái này unable to get my payment status, cho nên mình phải đợi cái cái phone này này, còn cái phone này chừng nào đợi nha các bạn. I can help with general questions only. Please don't share any personal tax information with me, such as your social, filing status, or income, as I cannot access your account. My ID number is 303-686. And how can I assist on today? I just want to know when is my check coming. Definitely understand. Are you able to check the status of your stimulus package through the website? No, they say not available or I'm not qualified for it. Did you check the status of your... Okay, so did you file taxes for 2018 or 19? 19, yes. Are you exempt from filing taxes? No. So... you've only filed 2019, you haven't filed 2018? Nah, I just come to the United States for last year. Year before I didn't live here. Okay, I definitely understand. I'm gonna place you on a brief hold while I take a look into our system to see what I can do to further assist you, and then I'll be right back with you. Okay. Okay, thank you, ma'am. Just one moment, I'll be right back with you. Yes.
monitored and recorded for quality purposes. Please hold while your call is transferred. We estimate your wait time to be between 30 and 60 minutes. Đợi 30 tới 60 phút. À, mình tưởng mình xong rồi, mình tưởng mình nhanh á. Không phải đâu. Chuyển qua người khác rồi đợi 30 tới 60 phút. Wow. Hơi bị lâu để mình giáp bác với bạn. À, chỉ có như vậy thôi các bạn. Mình nói chuyện với người ta có like tiếng Việt nữa. Mình yêu cầu nói tiếng Việt thì người ta chuyển qua cho cái người thông dịch á, người ta gọi điện thoại cho cái người thông dịch để mà nói chuyện tiếng Việt với mình, giống như ba người cùng nói. Thì chỉ có như vậy thôi các bạn. Em mình không có nhận được cái số tiền đó là tại vì lúc mà khai thuế á, thì cái tên của người, không phải cái tên mà là cái số social của người vợ bị sai. Cho nên người ta không có ngân, chưa có gửi về. Người ta xin nói là ta sẽ sửa chữa lại sau, chứ người ta chưa có gửi check. Cho nên khi mà mình yêu cầu như vậy thì người ta sửa. Thì chỉ có như vậy thôi. Chúc các bạn may mắn.